Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul, phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Nguyễn Thị Mai Quyên, sinh viên năm 4 khoa diễn xuất trường Đại học Đông Quốc Mai Quyên cũng là một trong những người Việt hiếm hoi đang hoạt động tại Hàn Quốc với tư cách là một diễn viên tự do. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Mai Quyên về quá trình học tập và hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc nhé. Xin chào Mai Quyên, mời bạn giới thiệu bản thân với quý vị thính giả có được không? Xin chào các bạn, ờ, mình tên là Nguyễn Thị Mai Quyên <laughs> ờ, Hiện tại thì mình đang sống ở Hàn Quốc Mình đã sống ở Hàn Quốc được 5 năm rồi Và bây giờ mình đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Đông Úc Chuyên ngành của mình là chuyên ngành diễn xuất Vâng, xin chào Mai Quyên Được biết là bạn đã từng là diễn viên kịch tại nhà hát kịch Việt Nam Vậy thì tại sao bạn lại quyết định từ bỏ sự nghiệp tại Việt Nam và sang Hàn Quốc bắt đầu lại? Ờ, nếu mà nói chính xác ra ấy thì là mình không từ bỏ mà mình muốn trau dồi thêm cái khả năng diễn xuất của mình tại vì là mình ở mình đã hoạt động được ở nhà hát kịch Việt Nam quốc gia được 2 năm rồi và mình cảm thấy cái năng lực diễn xuất của mình nó vẫn còn thiếu thế, thế là mình uh, đi quyết định đi du học Hàn Quốc về chuyên ngành diễn xuất bạn có thể giới thiệu về khoa diễn xuất của Đại học Đông Quốc được không? Trường Đại học Đông Quốc là một cái trường đại học nói chuyên chuyên về chuyên ngành diễn xuất nhá thì nó đã được thành lập 60 năm rồi và khi mà mình ở Việt Nam ấy thì mình đã nghe về cái trường Đông Úc nhất là cái khoa diễn xuất ấy thì là mình đã nghe rất là nhiều và rất kiểu rất là nổi tiếng luôn thành ra mà khi mà mình trước khi mình sang Hàn Quốc thì mình quyết định rằng là nhất định bút chúc còn bút chúc còn phải học được cái trường Đông Úc này thế là mình đã quyết định thi vào cái trường Đông Úc và khoa diễn xuất tại sao Mai Quyên lại quyết định vào học tại khoa diễn xuất tại đại học này nhỉ Ờ, như các bạn biết thì ngay những người Hàn Quốc thôi nhá Thì là trường Đại học Đông Quốc qua khoa, khoa diễn xuất Thì có rất là nhiều những diễn viên nổi tiếng đúng không ạ? Thì trong đó có Yuna của nhóm SLSD này Có chị Chon này Gọi là Sun đó Đó, có rất là nhiều những người nổi tiếng Thành ra là mình Trời ơi, muốn gặp chứ Rất là muốn gặp những người nổi tiếng chứ Thành ra là mình nghĩ rằng là Vừa học ở trường Đông Quốc Vừa có thể gặp được những cái diễn viên nổi tiếng Những người nổi tiếng Và được học Họ cũng học cái chuyên ngành như thế thành ra là mình cũng muốn mình cũng muốn trải nghiệm giống như họ và mình đã quyết tâm quyết định học trường đông úc tek kiều vậy thì mai quyên đã chuẩn bị cho quá trình thi vào khoa này như thế nào thật sự là mình đã không chuẩn bị nhiều đâu tại vì là mình đã từng có kinh nghiệm ở việt nam rồi đã từng học mà diễn xuất 4 năm ở trường đại học này xong rồi uh, được hoạt động 2 năm ở uh, nhà hát kịch việt nam thì là mình đã có kinh nghiệm rồi ấy, nhưng mà nói chung là vẫn còn thiếu ờ, thì là với cái kinh nghiệm đó thì mình khi mà mình thi cái đầu vào của trường đông úc ấy thì là mình uh, bằng cái những cái 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 năng lực vốn có ví dụ như hát này nhảy này hay là diễn xuất này thì là mình tự kiểu như tự bộc phát đấy ví dụ như là kiểu kiều xuân yêu cầu cái gì cái là mình làm luôn chứ mình không có ôn ôn giống như các bạn đồng trang lứa giống như các bạn kiểu thống ghi ấy chinh ấy thì là mình không 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 có ôn ở một cái hắc quân nào hết mà mình kiểu như mình cứ có những cái gì vốn có xong rồi mình thi thôi. Đã từng học tại cả Việt Nam và Hàn Quốc thì Mai Quyên cho rằng quá trình thi vào ngành học ừ. liên quan đến nghệ thuật của học sinh Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều điểm khác biệt hay không? Có chứ. Ờ, ngày trước ấy, trước khi mà mình học, mà mình thi đầu vào của trường đại học ở Việt Nam thì là có 3 vòng nhá. Vòng sơ tuyển này, vòng trung tuyển và vòng gọi là vòng cuối là vòng gì nhỉ? Vòng vòng phỏng vấn. Phỏng vấn ở à, phòng cuối cùng ấy có 3 vòng thì là vòng thứ nhất là xem ngoại hình này, có cao hay không này, có đẹp hay không này, là vòng thứ nhất. Vòng thứ hai là vòng hát, kiểu như là nhảy hát xem cơ thể có 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 ok không. Đến vòng cuối cùng là vòng diễn xuất thì là có 3 vòng như thế nhưng mà ở Hàn Quốc thì là không. Ở Hàn Quốc thì là mình đi thi đó thì là có một vòng duy nhất thôi. Có nghĩa là vào này thể hiện khả năng, kiểu như là mình hát được thì mình hát, mình nhảy được thì mình nhảy và cuối cùng là thầy giáo bảo là bây giờ bạn có có thể diễn một đoạn ngắn được không? Độc thoại được không? Thục Beck, thế là mình ok, mình mình cứ có những cái mà mình đang 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 có thế là xong mình diễn bằng tiếng Hàn thế là xong. Đó, một vòng thứ nhất, đó có hai sự khác nhau rất là lớn giữa thi uh, diễn viên ở Việt Nam và thi diễn viên ở Hàn Quốc. Được biết là Mai Quyên là uh, sinh viên Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại khoa diễn xuất của Đại học Đông Quốc đúng không? Ừ. Vâng ạ. <laughs> Vậy thì khoa diễn xuất Đại học Đông Quốc thì có chương trình học như thế nào? Thì là trường mình ấy thì là chuyên về diễn xuất này. Ở ngoại trừ diễn xuất ra thì có cả musical là nhạc kịch và đạo diễn là cùng với khoa giòn cước khắc bu của mình. Đó, thì là nó chia ra thành nhiều khoa trong cái giòn cước khắc bu như thế. Nhưng mà chung lại thì là chỉ là kiểu như cùng học cùng nhau. Nó chia ra thì thế thôi, nhưng mà học thì học cùng nhau. Ừm và mình học ở cái chuyên ngành diễn xuất của trường Đông Quốc ấy thì là ở đó cái cái giáo trình ấy thì nó chuyên về cái phần chuyên môn rất là nhiều giống như là ví dụ như là diễn xuất này, bôi sư này, là giọng nói và hình thể là chủ yếu là những cái chuyên ngành như thế là rất là chú uh, tâm. Ừ. Bạn thấy chương trình học của khoa diễn xuất tại Hàn Quốc và khoa diễn xuất tại Việt Nam thì có nhiều điểm khác biệt không? Ờ, có chứ giống như mình vừa mới nói đó có rất là nhiều sự khác biệt thì ở ngày trước mình học ở trường đại học ở việt nam thì là cái sân khấu nó hơi bị bé thành ra là mỗi khi mà tốt nghiệp thì mới được lên cái sân khấu bé đấy thôi còn nó bình thường mà thi học kỳ là chỉ có thi ở trong lớp thôi cái phòng bé như thế này này đó còn bên hàn quốc thì trộm vía <laughs> là các bạn cũng biết là hàn quốc là một đất nước rất là phát triển thành ra là trong cái liên quan tới nghệ thuật thì được đầu tư rất là nhiều cơ sở vật chất thành ra là ở trường mình ấy cái sân khấu nó to kinh khủng luôn rất là to thành ra là cứ mỗi một lần thi học kỳ là chúng mình đều được lên cái sân khấu to như thế để diễn giống như một cái diễn viên chuyên nghiệp nhưng mà ở việt nam thì không được như thế chắc là mình mong rằng là sau này ở việt nam cũng sẽ có những cái đầu tư um, kiểu chuyên sâu hơn về về cái um, chuyên ngành kịch để cho những cái sinh viên giống như mình có thể học ở trường thôi nhưng mà có thể được bước lên cái sân khấu lớn. Vậy thì với cơ sở vật chất tốt như vậy thì môn học nào là môn học bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Trong tất cả những cái môn học mà mình học ở trường Đông Quốc thì môn nào mình cũng thích. Nhưng mà thích nhất vẫn là cái môn hồi sư, là cái môn mà giọng nói. Tại vì sao? Ở Việt Nam thì mình cũng có một cái năng khiếu đó là kiểu như là rất rất kiểu thể hiện cái cảm xúc vào trong cái giọng nói của mình. Thành ra là khi mà học cái môn poi sư của trường Tung Quốc ấy Thì là thầy bắt đọc thơ nha <laughs> Thầy bắt đọc thơ thì là mình khi mà mình đọc thơ không giống như các bạn khác là mình chỉ cứ đọc thơ và mình thể hiện cái cái ngôn từ sao cho nó tròn vành rõ chữ thôi nhưng mà không mình thể hiện bằng cái tình cảm của mình ví dụ như mà ví dụ như là đọc thơ về quê hương chẳng hạn thì phải nhớ quê hương đúng không? Nhớ Việt Nam vừa nhớ vừa đọc. Đó thì thành ra là thông qua cái môn phôi sư đấy mình học rất là nhiều và cái 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 khả năng mình phát âm từ bụng lên cũng rất là tốt hơn. Thành ra là với mình cái môn bôi sư là cái môn gọi là chê môn thích nhất. Vậy thì 4 năm vừa qua Mai Quyên có gặp phải khó khăn gì khi học tập tại khoa diễn xuất của Đại học Đông Quốc hay không? Có chứ. Ờ, giống như mình và tất cả những cái bạn mà quê cúc khác, nước ngoài khác thì có một cái khó khăn nhất đó là khi mà học khi mà diễn nhóm với những cái bạn Hàn Quốc. Tại vì sao? Khi mà diễn nhóm với các bạn bạn Hàn Quốc nhá, mình không thể nào mà mình làm gián đoạn cái 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 việc tập luyện được nhưng mà vì sao mình là người nước ngoài mình không thể nào mà chê nói một cái không thể nào mà nói tiếng hàn một cách giống như người hàn quốc được thành ra là vì mình mà những cái bạn hàn quốc những cái bạn cùng thi mình ấy thì bị bị kiểu như bị cản trở ấy. thành ra là mình rất là rất là ngại rất là cảm thấy tự trách ấy là giá mà mình biết tiếng hàn giỏi tiếng hàn hơn một chút thì sẽ hòa hợp với các bạn tốt hơn và sẽ không làm gián đoạn cái cái việc tập luyện của các bạn Bên cạnh những khó khăn này thì ừ. liệu Mai Quyên có kỷ niệm vui nào khi học tập tại trường không nhỉ? Có chứ. <laughs> à, cách đây 2 năm trước khi mà mình thi cái môn học kỳ, cuối học kỳ 2 của năm thứ hai Thì là mình có diễn cặp với một bạn kém mình 4 tuổi. Nhưng mà là diễn vai chồng. <laughs> bạn ấy là chồng, mình là vợ nha. Mà bạn ấy trẻ lắm, trẻ con lắm. Mà mình thì đấy, bây giờ là 20 tính tuổi tuổi Hàn là 29 rồi thành ra là tranh với bạn ấy khá là lớn mà khi mà nói oppa với nữa kiểu nó bị nó bị sượng nó bị ngại ấy. thì nói chung là vì bạn ấy diễn nó rất là giỏi thành ra là cho mình cái cảm xúc thành ra là hôm đấy hai chị em diễn đều khóc lúc ấy là yêu thật nha không phải là không phải là không phải là em không nghĩ là em trai nữa mà nghĩ là chồng mình và yêu thật đó là cái kỷ niệm mà chắc là nhớ nhất <laughs> Vậy thì uh, hiện tại thì Mai Quyên Út là năm 4 rồi. Thế ừ. thì để tốt nghiệp được khoa diễn xuất Đại học Đông Cúc thì cần có những điều kiện gì nhỉ? Ờ... Cần những cái điều kiện gì nhỉ? Trước mắt là về cái phần ngoại hình là cũng phải sáng hơn một chút so với những người khác. Xong sau đó rằng là mình theo mình nghĩ cái quan trọng nhất đó là cái sự đam mê. Nếu mà không có sự đam mê thì chắc chắn là sẽ bỏ cuộc. Bởi vì là nó rất là vất vả này, nó rất là kiểu như là rất là... cội nếu mà dùng từ chuyên môn thì nó là bạc nghề đấy rất là bạc, thành ra là nếu mà không đam mê ấy, thì mình nghĩ rằng là uh, trước khi quá muộn thì nên từ bỏ, còn nếu mà đam mê thực sự thì là dù đến chết cũng sẽ theo, nếu mà đam mê tại vì khi mà lên sân khấu nó thành cái thiên đường nó, nó hạnh phúc lắm đó, thành ra mình cũng muốn khuyên với những cái bạn mà có cái sự đam mê sân khấu này, có cái sự đam mê diễn xuất này giống như mình, thì nếu mà cảm thấy mình, ôi mình thực sự đam mê thì hãy đi tới cùng luôn, đừng từ bỏ Nghe nói là để tốt nghiệp Đại học Đông Cúc, đặc biệt là khoa diễn xuất, ừ. là còn phải có tác phẩm tốt nghiệp. Đúng Đấy rồi. Bạn có thể chia sẻ một chút về những tác phẩm như thế này được không? Ờ, như những khoa khác, các bạn tốt nghiệp thì phải viết luận văn đúng không? Nhưng mà mình thì sẽ phải tham gia một cái tác phẩm sân khấu. Thì mình là chuyên ngành diễn xuất thì mình sẽ tham gia với vai trò diễn viên. Còn những cái bạn mà với cái chuyên ngành đạo diễn chẳng hạn thì sẽ là đạo diễn cho cái tác phẩm đó. Đó là sự khác biệt vậy thì chuyên môn một chút nha ừ. à, bạn cho rằng phong cách diễn xuất của Việt Nam và Hàn Quốc thì có điểm ừ. gì khác biệt ờ, khi hoạt động ở Việt Nam ấy thì mình thấy rằng là toàn bộ những à không có cũng có số những số những cái, cái cái tiền bối diễn viên rất là diễn rất là rất là hay rất là tự nhiên nhưng đại đa số là rất là cứng rất là kiểu giống như kiểu là rất là khóa trang rất là kiểu rất là phóng đại lên nó không được tự nhiên thì uh, khi mà mình xem cái bộ phim Hàn Quốc xem những cái bộ phim của Hàn Quốc mình thấy trời ơi người ta diễn tự nhiên lắm. Thành ra mình mê và mình muốn rằng là mình cũng muốn là diễn tự nhiên giống như họ. Thành ra là mình đã đi du học tới Hàn Quốc và mình khi mà mình sang Hàn Quốc rồi mình học thì mình thấy các bạn trẻ của Hàn Quốc cùng khoa mình ấy, các bạn ấy diễn tự nhiên diễn đời, rất là đời thường giống như là không có một cái gì gọi là 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 diễn xuất cả. Nó rất là đời thành ra là đấy là một cái điểm mà rất là khác biệt với cái nền sân khấu của Việt Nam. Vậy thì trong quá trình học tập thì Mai Quyên cũng đã tham gia hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc rồi. Bạn có thể liệt kê một số hoạt động này được không? Thì ở Hàn Quốc được 5 năm thì mình đã tham gia rất là nhiều những cái chương trình của đài, truyền hình của Việt, của Hàn Quốc. Thì trong số những cái chương trình đấy là những cái chương trình mình nhớ nhất hiện tại nha. Thì có cái chương trình là những ca khúc bất hủ, à? danh khúc bất hủ là cái gì nhỉ? Phù Lê Miếng gúc Và tiếp theo là uh, cái gì nhỉ? Uh, lịch sử trần trụi của 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 đài là mình cũng đã tham gia nha và tiếp theo là han uh, minchok hanaro là một cái radio dân tộc học của hàn quốc là mình đã tham gia khá là nhiều uh, những cái 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 tập của họ thì mình thấy rất là ok xong tiếp theo nữa là mình có tham gia rất là nhiều những cái bộ phim nho nhỏ, nhỏ. <laughs> đó của ví dụ phim tốt nghiệp này cũng được đóng vai chính này và những cái phim kiểu như là phòng thổ thì mình cũng tham gia một cái nhân vật gọi là chia bài ở casino đó thì đấy là những cái trải nghiệm của mình tại Hàn Quốc mình thấy rất là rất là đây là một cái vinh hạnh của mình và mình thấy rất là yêu vậy thì hoạt động cả ở Việt Nam và ừ. cả ở Hàn Quốc rồi bạn cho rằng hoạt động nghệ thuật tại hai nước có điểm gì khác biệt ờ, mình thấy rằng là ở Hàn Quốc ấy nếu mà có có tài năng thực sự thì là chắc chắn là bạn sẽ có một con đường gọi là rất là tỏa sáng còn nếu mà ở việt nam nói như thế nào nhỉ ở việt nam thì theo mình được với cái kinh nghiệm của mình thì ở việt nam ngoại hình là phải ok đi ngoại hình là phải đẹp phải đẹp thì 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 sẽ có nhiều cơ hội hơn còn ở hàn quốc công bằng lắm ở hàn quốc khi mà bạn có khả năng diễn xuất thực sự hay là bạn có tài năng thực sự thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều công việc đến với bạn. Nhưng ở Việt Nam thì nó hơi khó. Hay là do mình lúc đó mình vẫn còn thiếu. Kiểu như là cái khả năng mình vẫn còn thiếu hay sao mà không có nhiều cái cơ hội như ở Hàn Quốc. Thành ra là ở Hàn Quốc là một cái môi trường mà phát triển, rất là phát triển đối với những người mà theo nghệ thuật như mình. Trong quá trình hoạt động thì Mai Quyên đã học hỏi được gì từ làng giải trí Hàn Quốc? Ờ, mình đã học được cái gọi là cái gì nhỉ, về của của người Hàn Quốc có nghĩa là cái 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 sự thân thiện của người Hàn Quốc, ờ, người Hàn Quốc khi mà họ nổi tiếng họ trở thành sao ấy, họ không có không có chảnh, nếu mà dùng từ dùng từ Việt Nam mình là không có chảnh, chảnh chệ, rất là thân thiện, rất là kiểu như là mình không phải là ngôi sao, khi mà ngồi nói chuyện trực tiếp như thế này họ họ kiểu như là họ nói chuyện giống như kiểu là 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 thùng nệ oppa giống như kiểu là là anh trong 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 xóm thôi kiểu vậy không không có một cái sự gọi là chảnh chảnh trệ đâu nhưng mà ở việt nam mình mình cũng tiếp xúc với khá là nhiều những ngôi sao và họ cảm giác họ không không được um, niềm nở với mình cho lắm còn ngược lại ở hàn quốc nha mình không làm một cái gì hết nhưng mà khi gặp những cái ngôi sao nổi tiếng họ rất là hỏi chuyện mình nhá, bắt chuyện với mình đầu tiên nhá chứ không mình không phải là mở lời trước với họ mà họ mở lời trước với mình. Thành ra là mình bị cảm động ấy, tại sao một người nổi tiếng như thế mà lại bắt chuyện với mình nhỉ? Đó, thành ra là mình càng yêu cái 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 những người nghệ sĩ Hàn Quốc hơn. Hy vọng là sẽ có một chương trình tương tự để Mai Quyên tham gia và thể hiện trí thông minh của mình ha. Vậy thì bạn có ý định trở lại Việt Nam để hoạt động trong tương lai không? Ờ, ngày trước trước khi sang Hàn Quốc thì là mình cũng có ý định là mình muốn học thêm này, học giỏi hơn về cái cái chuyên ngành diễn xuất này, xong rồi mình quay về. Nhưng mà đến khi mình sang rồi ấy, thì mình thấy trời ơi, Hàn Quốc đúng là cái đất nước mà mình muốn sống. Tại vì sao? Nó phù hợp với cái phong cách của mình quá. Đó, thành ra mình cũng rất là yêu này, văn hóa, món ăn và con người của Hàn Quốc nữa. Thành ra là mình muốn rằng là nếu mà ở sau khi mình tốt nghiệp, mình uh, tốt nghiệp xong nữa là mình uh, nếu mà có cơ hội để mình được làm việc và được uh, sống ở Hàn Quốc thì mình sẽ chọn là mình sẽ sống ở Hàn Quốc. Tại vì đây là một cái môi trường mà mình nghĩ rằng là nó có thể phát triển được cái khả năng của mình. Nhưng mà nếu có một cái chương trình liên kết giữa Hàn và Việt ừ. Nam uh, để uh, kết nối giữa hai bên thì chắc hẳn là Mai Quyên rất phù hợp đúng không nào? <cười> <cười> Vậy thì uh, Mai Quyên có lời khuyên gì cho các bạn trẻ Việt Nam có mong muốn ừ. thi vào khoa diễn xuất tại Đại học Đông Quốc và cả các bạn trẻ muốn theo đuổi các hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc? Ồ, ờ, hiện tại theo mình được biết là rất là nhiều bạn muốn theo nghệ thuật ở Việt Nam cũng như là Hàn Quốc thì mình chỉ khuyên các bạn một câu duy nhất thôi đó là nếu mà thực sự các bạn đam mê ấy, thì các bạn phải trau dồi cho mình ví dụ như là nhảy này hát này hoặc là múa hay là làm một cái gì đấy thì không cần phải ai dục các bạn tự tìm hiểu này tự tập luyện này khi ở một cái cơ hội nào đấy muốn các bạn thể hiện điều đấy ví dụ như ở một cái chương trình nào đấy bảo các bạn hát đi hay là bảo các bạn là nhảy đi các bạn lúc ngay lúc đấy có thể nhảy được và có thể làm được nếu mà họ yêu cầu đó là một cái mà mình luôn trau dồi mình phải trao dồi cho bản thân mình thì khi ở mỗi cơ hội nào đấy thì là mình có thể kiểu như là tỏa sáng và phát huy được cái năng lực của mình đó mình chỉ muốn khuyên các bạn một câu như thế thôi nếu mà các bạn thực sự đam mê với nghệ thuật nha còn nếu mà không đam mê mà chỉ thích thôi hứng thú thôi thì không nên theo tại vì nó mệt lắm nó vất vả lắm <laughs> các bạn thính giả nghe thấy chưa nghĩa là các bạn phải luôn luôn luyện tập trước nha à, vậy thì à, cuối cùng Mai Quyền có thể chia sẻ đôi điều về kế hoạch tương lai của bản thân được không? Ờ, thì hiện tại mình đang là học sinh à là sinh viên năm thứ tư ờ, kỳ thứ nhất thì là sang năm à không phải sang năm sang năm nay thì là mình sẽ tốt nghiệp thì uh, mình tốt nghiệp xong mình sẽ đổi visa sang cái visa của nghệ sĩ của bên Hàn Quốc cái visa nghệ sĩ thì mình cũng sẽ tiếp tục theo cái công việc là người làm truyền hình và nếu có cơ hội thì mình muốn rằng là với cái chuyên ngành diễn xuất của mình mình có thể tham gia những cái bộ phim mà có người đông nam á hoặc là có người việt nam có những cái vai cùng việt nam hay là những cái vai người đông nam á ấy, thì là mình muốn tham gia đó mong là sẽ có những cái cơ hội tốt đến với mình